Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này bà con nông dân tại các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa chiêm xuân. Để đảm bảo hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang đẩy mạnh công tác thu mua nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân. Trung bình mỗi vụ lúa, doanh nghiệp này thu mua khoảng 3.000 đến 4.000 tấn lúa. Ngoài vùng lúa liên kết với bà con nông dân đáp ứng được 50% đến 60% sản lượng, công ty còn phải thu mua khoảng 2.000 tấn lúa mới đảm bảo công suất chế biến của nhà máy. Đến thời điểm này, công ty đã thu mua được khoảng 1.500 tấn lúa. Do giá lúa gạo tăng cao nên trong vụ này giá mua tăng cao hơn vụ trước khoảng từ 15 đến 20%. Dự kiến việc thu mua lúa sẽ kéo dài hơn một tháng so với các vụ trước. So với mọi năm thì năm nay thì lượng lúa chúng tôi thu mua được nhanh hơn, nhiều hơn. Tuy nhiên là cái giá cả của năm nay so với năm trước là tăng từ 15 đến 20%. Và cái việc giá cả tăng lên thì bà con nông dân rất là phấn khởi bởi vì cái hiệu quả kinh tế nó tăng lên rõ rệt. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện nay giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam gần 600 đô la Mỹ một tấn, là mức giá cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tại Thanh Hóa, theo một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh lúa gạo, với đà tăng của thị trường trong nước và thế giới, nên giá lúa gạo trong tỉnh cũng đang ở mức cao. Theo đó, giá lúa gạo đã tăng trung bình từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng một kg so với những tháng trước đây. Trong đó, một số loại gạo địa phương như Quy Nam, Thiên Ưu 8, Thái Xuyên 111 có mức tăng khoảng 1.000 đồng đến 1.200 đồng một kg. Các loại gạo chất lượng cao như ST25, gạo thơm giá tăng từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một kg, dao động từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng một kg tùy loại. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện có 7 doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh lúa gạo, trong đó có 4 doanh nghiệp đầu tư nhà máy với quy mô lớn, với công suất mỗi vụ khoảng 20.000 tấn lúa. Trong vụ này, mặc dù giá lúa thu mua tăng so với các vụ trước, nhưng thị trường tiêu thụ ổn định, nên việc thu mua của các nhà máy đều đạt và tăng hơn. Ngoài việc phải tăng giá hợp đồng đã ký với người dân trồng lúa, vùng liên kết theo giá thị trường, các doanh nghiệp còn phải đảm bảo thêm một nguồn vốn lớn mới có thể thu mua bằng sản lượng các năm. Hiện nay, một số nhà máy đang tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu để tăng giá trị sản xuất. Chúng tôi đang định hướng thị trường là xuất khẩu. Thì lâu nay là từ mấy năm trước đây thì chúng tôi chủ yếu là phục vụ nội địa thôi. Nhưng mà năm nay thì chúng tôi đang có định hướng là sản xuất khẩu. Và hiện tại thì cũng rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đã vào thăm nhà máy và cũng có định hướng rồi. Thì rồi thì cũng chúng tôi cũng đã có những cái là bước đầu là chuyển cái gạo của mình đi thị trường Singapore, thì cũng đang bước đầu là xuất khẩu được. Công ty cũng đang rất chi là nỗ lực để thu mua cho bà con đúng theo kế hoạch. Và vụ năm nay thì bà con về sản xuất thì là giá cả là được tăng cao. Dự kiến công ty năm nay là sẽ mua bao tiêu cho bà con là mỗi năm là khoảng trên dưới 10.000 tấn, thì năm nay có khả năng là sẽ mua khoảng gần 20.000 tấn. Hiện nay, chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ được chế biến thông qua quy trình khép kín chỉ chiếm trên 10% sản lượng lúa trên địa bàn tỉnh với sản phẩm chủ yếu gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo hữu cơ, gạo đặc sản. Sản lượng gạo thơm, gạo chất lượng cao được xuất khẩu vẫn chưa được khai thác do chưa đáp ứng được các thông lệ quốc tế về chất lượng sản phẩm. Do vậy, việc thu hút đầu tư chế biến sâu, chú trọng xây dựng thương hiệu được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh thời gian tới.